Bạch Thế Tôn, pháp thâm diệu này lấy không chướng ngại làm tướng. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì tánh của hư không bình đẳng, vì tánh chân như bình đẳng, vì tánh pháp giới bình đẳng, vì tánh của pháp tánh bình đẳng, vì tánh của tánh chẳng hư vọng bình đẳng, vì tánh của tánh chẳng đổi khác bình đẳng, vì tánh của tánh bình đẳng bình đẳng, vì tánh của tánh ly sanh bình đẳng, vì tánh của pháp định bình đẳng, vì tánh của pháp trụ bình đẳng, vì tánh của thật tế bình đẳng, vì tánh của cảnh giới hư không bình đẳng, vì tánh của cảnh giới bất tư nghỉ bình đẳng, vì tánh của không vô tướng vô nguyện bình đẳng, vì tánh của vô tạo vô tác bình đẳng, vì tánh của vô nhiễm vô tịnh bình đẳng. Bạch Thế Tôn, pháp thâm diệu này không sanh không diệt. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì sắc không sanh không diệt, vì thọ tưởng hành thức không sanh không diệt. Bạch Thế Tôn, vì nhãn xứ không sanh không diệt, vì nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ không sanh không diệt. Bạch Thế Tôn, vì sắc xứ không sanh không diệt, vì thanh hương vị xúc pháp xứ không sanh không diệt. Bạch Thế Tôn, vì nhãn giới không sanh không diệt, vì nhĩ tỷ thể thân ý giới không sanh không diệt. Bạch Thế Tôn, vì sắc giới không sanh không diệt, vì thanh hương vị xúc pháp giới không sanh không diệt. Bạch Thế Tôn, vì nhãn thức giới không sanh không diệt, vì nhĩ tỷ thể thân ý thức giới không sanh không diệt. Bạch Thế Tôn, vì nhãn xúc không sanh không diệt, vì nhĩ tỷ thể thân ý xúc không sanh không diệt. Bạch Thế Tôn, vì các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra không sanh không diệt, vì các thọ do nhĩ tỷ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra không sanh không diệt.